Hôm nay mình đi tìm ngọn đại hăng với lại chú Scott. From where are you from? Hawaii, United States of America. What are you doing? What are we doing? We're looking for a lighthouse. Why do we looking for lighthouses? Because I love lighthouses. Yeah. And I saw a lighthouse from the cable car. Yeah. And we are trying to find it. And my super guide is helping me because I cannot do it myself. Building? The building we were there before, that is the church. Before we stopped by to have a coffee right in front of the church. When, in 2019? Yes. How do I remember? How come you remember? I'm so old. Giờ các bạn đang đi tìm một cái ngọn hải đăng, một ngọn hải đăng rất là đẹp ở tại Phú Quốc. Và cái ngọn hải đăng này thì nằm ở tại phường An Thới. Và đường lên ngọn hải đăng này thì khá là khó khăn. Sáng giờ mình phải hỏi rất nhiều người mới chỉ được cái chỗ đường lên ngọn hải đăng này. Khá là mệt. Ngọn hải đăng này thì bạn có thể nhìn thấy khi mà đi cặp treo qua Hòn Thơm. Nhưng mà để tới được tận ngọn hải đăng thì bạn phải đi đường bộ từ phường An Thới. Rồi xong rồi hỏi người dân địa phương, họ sẽ chỉ cho mình đường lên tận ngọn hải đăng này. Đây là khu vực quân sự cho nên là cũng khá là khó tìm. Ok, mình đã lên tới đèn được đỉnh và còn khoảng tầm 700 mét nữa là tới ngọn hải đăng.